Em chào các bác nha, đã đến với video của em kênh hàng Nhật Bản. Thì hôm nay giới thiệu với các bác là cái mẫu cối xay thịt của Amway, mẫu là hàng dùng nước mới nhưng chưa xài, mà đặc biệt ở đây là cái dung tích của nó lớn, xay thì tầm mỗi lần xay 1 kg hoặc đến 1,5 kg. Thì đó là một cái mẫu của nhà Amway Made in Japan luôn các bác, công suất là 230W, xay em bao phê đó, xay bao phê cho bác bao mạnh luôn. Thì đây là một cái mẫu mà rất là xịn sò của là nội địa Nhật. Thì cái hàng Amway thì các bác biết rồi, là hàng hiệu của Mỹ nha. Đó đây nè, dây nó giấu nè, thì em lấy ra đi xem, xay cho các bác xem. Cái lưỡi nó là chỗ bố chà bá luôn nè. Đó. Đây nè các bác, cái lưỡi nè, trời ơi nó chà bá. Thì cái này là dùng cho những bác nào mà gia đình đông người. Đó. Dùng cho gia đình đông người hoặc là mình dùng quán xá thì rất là ok luôn các bác. Đó, không có thì lăn tăn gì trơn nếu mình có cái nhu cầu sử dụng. Thì có cái nhựa cao cấp của Mỹ, đó, cửa cao cấp này là xài không bể các bác. Ở đây em nói không bể là như thế nào, là hạn chế bể dở chứ không phải là các bác quăng ném dục mà nó không bể. Đó. Lấy cái cối này ra nha, rồi cho các bác coi là cái trong đây điện áp là 100V, thì hàng nội địa Nhật thì phải là 100V, công suất của nó là 230W đó, 220 trên 230, rất là ok. Made in Japan là sản xuất theo thị trường Nhật đó các bác, thấy không, đây nè, đây nè, đó Made in Japan, em bao đẹp nhất nách cho các bác, không có gì là gì lăn tăn. Chứ nếu mà là một người tiêu dùng thông minh mình biết sử dụng hàng, mình biết để mình mua. Rồi bây giờ em gắn cái này vô rồi em sẽ test cho các bác xem nha. Rồi các bác, thì em sẽ cắm điện rồi đó, em cắm điện rồi thì bây giờ xay là nút này thôi nè. Đó, rất là ok, xay im nhẹ dịu đó các bác, xay thịt, xay cá, xay cua bao phê, bao ngon lành. Amway tắt cho em, thì cái nút tắt này cũng là cái nút nhấp luôn, là cái nút này để trường hợp như thế nào mình mới đỡ đồ vô nó đặc quá các bác, mình khoan ha, bấm nút này đó, mình mới đỡ đồ vô nó nhiều đúng không, mình bấm nút này nhấp 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 cho em nè. Hoặc cái trường hợp là mình chuẩn bị là mình xong đó, mình coi coi nó có nhuyễn đủ cái ý của mình chưa, vừa cái ý của mình chưa thì mình bấm này, mình nhấp nhấp thêm mấy cái nữa là cho nó là đủ vừa ý mình rồi mình tắt. Thì cái mẫu này để em coi coi cái giá, thì mua tiền Nhật thì tính ra tiền Việt, rồi bây giờ tiền vận chuyển nữa, em bán cho mình là 1,6 triệu, bao đẹp, bao chất lượng, bao là xịn sò. 1,6 triệu mua thì cọc cho em 300 thôi, bán cho bác là 1,5 triệu duy nhất một giá nha, không thay đổi. Nếu các bác mặc cả thì em cũng không bán được, 1,5 triệu giá yêu thương, cọc 300. Lưu ý cọc là các bác trả tiền ship, còn chuyển khoản đủ là em bao ship. Đó, thì ơn mẫu này chụp hình gửi qua Zalo cho em nha. Cảm ơn các bác, chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại những video tiếp theo.